Sáng ngày 2 tháng 8, Chính phủ đã họp phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Đáng chú ý tại đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất bãi bỏ gần 2.000 điều kiện kinh doanh được cho là phi lý. Theo tài liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Chính phủ, Bộ này đề nghị bãi bỏ 1.930 yêu cầu, điều kiện về kinh doanh được cho là phi lý. Trong đó, Bộ đề nghị bãi bỏ hoàn toàn hoặc một phần 302 điều kiện về tài chính, bãi bỏ toàn bộ 85 điều kiện kinh doanh về địa điểm, bãi bỏ toàn bộ 1.336 điều kiện về năng lực sản xuất toàn bộ 127 điều kiện về phương thức kinh doanh và bãi bỏ toàn bộ 80 điều kiện về quy hoạch. Ngoài ra, cơ quan này còn đề nghị bãi bỏ toàn bộ các điều kiện về nhân lực, trừ một số nghề thực sự đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm, ví dụ như nghề y, nghề kiểm toán, và bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các điều kiện có nội dung không phù hợp khác. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CIEM, hiện nay có tổng cộng khoảng 4.284 điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với 243 ngành nghề. Các điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định ở 237 văn bản quy phạm pháp luật.